Nhưng mà ngược lại, ông anh à, vì bản tánh của ông là thích học rộng, nghe nhiều, do đó trong tâm trí của ông đầy ắp những nhân từ. Nên mãi đến khi mà Phật nhập Niết Bàn, mấy tháng sau thì ông mới đắc ngộ được quả A-la-hán. Quý vị biết một cái người mà họ lấy cái văn từ, họ lấy cái sự hiểu biết của thế gian Pháp, họ lấy sự hiểu biết của kinh điển để mà họ làm sở đắc sở chứng. Những người này họ tu lâu lắm, họ tu lâu lắm. Chính vì vậy mà quý vị thấy Đức Lục Tổ Huệ Năng, Ngài thị hiện xuống ở thế gian qua hình thức là một cái người cư sĩ mà không có học nhiều, nhưng mà Ngài chứng đạo rất mau. Bởi tại sao? Bởi vì một ly nước mà muốn cho nó trong sạch thì ly nước nó không cấu bẩn. Ngài A Nan tượng trưng cho cái ly nước không cấu bẩn. Một ly nước mà đầy ắp văn tự chữ nghĩa trong trong là chẳng khác nào một ly nước cấu bẩn. Do đó đổ nước vào nó không mau trong sạch. Vì vậy mà một người mà khi mà quý vị học về ở những cái về cái những cái kinh Phật thì điều đầu tiên Đức Phật dạy quý vị gì? Đến trước cổng chùa, tất cả mọi thiện ác của thế nhân bỏ ngoài cổng chùa, đi vào trong cái cổng chùa bằng cái tâm nhân chi sơ tánh bổn thiện. Dùng cái tâm này quý vị mới học Phật pháp nhanh chóng được. Bởi vì ông A Nan cũng đồng thời nghe pháp, Ma Đăng Già cũng đồng thời nghe pháp. Mà Ma Đăng Già thì từ nhỏ tới lớn không có biết Phật pháp là gì hết á, chỉ vì quá yêu Ma Nan mà phải đến cái tịnh xá để ngồi nghe Đức Phật giảng. Như vậy mà lại thâm nhập được, đắc được liền cái quả A-la-hán. Trong khu lúc ông A-nan ngồi đó cũng nghe vậy, nhưng mà tâm trí đầy ắp văn tự, do đó không hiểu một cái điều gì mà Đức Phật khai thị hết. Vì vậy nên mới đặt những câu hỏi như vậy. Như vậy thì quý đại chúng thấy rõ ràng đoạn kinh này chứng dẫn là ông A-nan vẫn chưa thấy được cái chân tánh qua cái bản tánh pháp nhãn thanh tịnh. Do đó nên tôn giả mới đặt câu hỏi: nếu cái thấy nghe thật là không sinh diệt, tại sao Đức Thế Tôn gọi bọn chúng tôi là bỏ mất chân tánh, làm việc trái ngược? Bây giờ thì thầy mời quý đại chúng nghe Đức Phật trả lời tại sao. Khi ấy thì Đức Như Lai, Ngài duỗi cánh tay kim sắc, ngón tay chỉ xuống đất, bảo ông A Nan rằng: ông nay thấy tay Mẫu Đà La của tôi, đây chính hay là ngược? Bảo ông A Nan: nếu người thế gian gọi đây là ngược thì thế nào gọi là chánh? Bây giờ thì ông A Nan bạch Phật: Đức Như Lai đưa cánh tay lên, tay Đâu La Miên chỉ lên trên, không nên gọi là chánh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy khi mà một người mà chưa có ngộ được cái bản tâm thì chắc chắn rằng họ bị chi phối trong cái dòng không gian thời gian và nhân sinh quan của vũ trụ, do đó họ không thoát được cái chấp tâm. Vì vậy mà khi ông A Nan xin Đức Phật từ bi rửa sạch trần cấu, là rửa sạch những cái mê lầm vô minh của ông và đại chúng, thì Đức Phật liền dùng phương tiện thiện xảo để giáo hóa, để cho ông và đại chúng lãnh hội. Vì thế mà Đức Thế Tôn Ngài mới đưa cánh tay kim sắc, ngón tay thì chỉ xuống đất, và hỏi ông A Nan rằng: ông thấy thế này gọi là chánh hay là ngược? Thì ông A Nan Ngài liền bạch: tất cả mọi người trong thế gian đều cho đây là ngược. Phật từ bi bảo: như vậy thì người thế gian gọi thế nào là chánh? A Di Đà Phật. Như vậy thì đại chúng thấy rằng chúng sinh nhiều kiếp vô minh, vọng tưởng phân biệt quá mạnh, tâm chấp chặt vào không gian thời gian nên bị những cái thứ này soi chuyển. A Di Đà Phật. Vì khi mà quý vị mà trụ tâm vào đâu đó thì tâm quý vị bị soi chuyển ngay lập tức. Trụ tâm vào những nhân ngã ở bên ngoài của thế gian thì quý vị sẽ bị đảo điên vô cùng. Do đó quý vị nên trụ tâm vào ở trong cái bản tánh chân không của quý vị, nó hay hơn. Mà hầu hết chúng sinh ở cõi ta bà này thì chấp tâm hướng trên không là chánh, và hướng xuống đất thì gọi là ngược. Như vậy thì tất cả chúng sinh này tâm đã bị phần đối đãi của ngoài vật. Nếu mà tâm như hư không
thì lấy gì làm đầu, lấy gì làm đuôi, lấy gì gọi trái, lấy gì gọi phải, lấy gì gọi xuôi, lấy gì gọi ngược. A Di Đà Phật. Như vậy đến đây đại chúng thâu hiểu chưa? Sanh tử luân hồi, trái ngược là do tâm chấp của mình. Tâm chấp đó thì bị những cái cảnh này nó xoay chuyển. Chứ nếu mà tâm quý vị vào ở trong cái hư không, thì quý vị lấy cái gì gọi là đầu, mà lấy cái gì gọi là đuôi, cái gì gọi là trái, lấy gì gọi là phải và xuôi ngược, phải không? Như vậy là bạc đi văn ngôn tứ cú. Còn văn ngôn tứ cú là còn phải tu. Như vậy thì bằng chứng tôn giả A Nan, ngài đã chấp là trên hư không là chánh. Do đó nên tôn giả đáp lời Đức Phật: nếu Đức Như Lai đưa cánh tay lên chỉ lên trên thì con gọi đó là chánh. A Di Đà Phật. Quý vị thấy chúng sinh vô minh không? Vô minh vô cùng. Chẳng hạn như bây giờ thầy nói, hôm nay ở thủ đô, ở nước Hoa Kỳ của mình là ban sáng, cũng như là thầy nói là chánh đó. Nhưng mà quý vị thấy rõ ràng là ở bên Việt Nam của mình là tối, quý vị thấy không? Thành ra nếu mình chấp vào ở trong không gian, thời gian, tất nhiên là mình điên đảo vô cùng. Vì vậy mà quý vị còn chấp vào một cái sự vật nào ở bên ngoài thì quý vị vẫn còn điên đảo bản tâm. Do đó khi mà Đức Hoằng Nhẫn Đại Sư khai ngộ lục tổ Huệ Năng, khi mà đắp cái y cà sa để giảng kinh Kim Cang, khi mà giảng đến câu mà ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm, có nghĩa là con không nên đem bản tâm này trụ vào tất cả mọi vật, nên sanh tâm như vậy. Nghe đến đây thì hốt nhiên ông lục tổ Huệ Năng ông chứng được bản tâm đầy khắp cả, nghĩa là pháp giới hư không. Quý vị tu như vậy quý vị mới thấy rằng tâm mình rộng lớn. Tu mà quý vị chấp tướng, tâm quá là nhỏ. Chấp vào một thế giới thì cái tâm quý vị chỉ có một thế giới à. Chấp vào hai thế giới thì tâm chỉ có hai thế giới à. Nếu mà quý vị đừng chấp tâm vào tất cả thế giới thì tâm quý vị rộng lớn vô cùng. Vì vậy mà trong kinh, trong kỳ tới này quý vị sẽ thấy, trong những lần tới thầy sẽ giảng đến cái bản tâm của mình rộng lớn lắm. Nó không phải nhỏ như mà tất cả mọi người nghĩ đâu. Bây giờ thầy đọc một cái đoạn kinh. Bây giờ thì Đức Phật đưa cánh tay lên và bảo A Nan rằng: cái trái ngược như thế chỉ là đầu đuôi thay đổi nhau. Các người thế gian lắp đi lắp lại mà xem thấy. Nay lấy cái thân của ông và cái pháp thân thanh tịnh của Như Lai để so sánh, thì thân của Như Lai gọi là chánh biến tri, và thân của ông thì gọi là tánh trái ngược. Tùy nơi ông xét kỹ, nơi thân ông và thân ngừa, thân của Phật, cái trái ngược đó do chỗ nào mà gọi là trái ngược? A Di Đà Phật. Quý vị thấy Đức Phật trí huệ ngài thuộc về siêu đẳng ha. Cái gì ngài cũng có thể ngài trình bày được hết. Ở đây thì ngài dùng cái phương tiện thiện xảo là phân biệt giữa thân của A Nan và cái thân tâm của Đức Như Lai để tìm cái trái ngược với nhau, tìm cái mà nó dị biệt với nhau. Thì đoạn kinh này đại chúng thấy rằng Đức Phật ngài đã khai thị cái sự trái ngược như trên xảy ra là bởi vì ông A Nan và chúng sinh dùng bản tâm phan duyên để suy nghĩ phân biệt. Do đó Đức Phật ngài từ bi khai thị tiếp bằng cách là so sánh thân của ngài A Nan và Đức Phật. Thì sự trái ngược này nó ở chỗ nào? A Di Đà Phật. Rất là hay. Ở đây thì Đức Phật muốn so sánh cái tâm của chúng sinh và tâm của bậc thánh, bởi vì dùng cái chữ pháp thân thanh tịnh có nghĩa là tâm của bậc thánh chứ không phải là thân thể của chúng sinh tứ đại. Có nghĩa là muốn so sánh cái thân tâm của A Nan và thân tâm của bậc thánh, tức là pháp thân thanh tịnh. Khi mà mọi người đều dùng cái tâm phan duyên mà suy nghĩ thì chắc chắn bảo đảm rằng không bao giờ tìm được sự trái ngược nhau. Bởi vì với cặp mắt của chúng sinh, thân thể của A Nan và thân thể Đức Phật đều là do tứ đại đất nước lửa gió tạo thành. Và thân của A Nan là một vị tăng sĩ, và thân của Đức Phật cũng là một cái vị giáo chủ. Tất cả đều trong sạch
như lưu ly không một tì vết. Bởi tại sao? Bởi vì Đức Phật khi mà Ngài còn mê, Ngài chưa ngộ, thì Ngài có vợ, có con, có cung phi mỹ nữ. Nhưng mà khi Ngài xuất gia rồi, từ đó trở đi Ngài đã tu tập, cái thân của Ngài thuộc về thân lưu ly, không còn bị cái dục của thế nhân nữa. Ngài không còn bị một cái dục lậu gì của thế nhân nhân chi phối. Do đó gọi cái thân của Ngài là lưu ly không tỳ vết. Và cái thân của Ngài và A Nan cũng không bị những cái bất tịnh của tư dục của thế gian qua tài sắc tủ khí. Đó là nói về cái tâm phan duyên nó suy xét. Nhưng mà bây giờ nếu mà dùng cái tâm chân như để suy diễn, thì quý vị thấy rõ ràng tâm Phật là chánh biến tri. A Di Đà Phật là một cái sự thấy biết thông hết trong pháp giới chúng sinh, chân chánh hoàn toàn, thấy biết tri túc đã thoát khỏi cái tam giới. Rồi bây giờ suy quý vị nhìn lại ông A Nan thì sao? Ông A Nan mặc dầu thân thì đắp cà sa, tóc thì cũng đã được xuống tóc để làm tăng sĩ, tượng trưng cho bậc A La Hán, phải không? Như vậy thì thân của A Nan rất là thanh tịnh. Thanh tịnh của A Nan là từ đâu mà có? Là do cái giới thể nó tạo thành, nó không có phạm giới, nó không có phạm vào cái nữ sắc, nó không có phạm vào cái tủ khí. Do đó thân của A Nan cũng thanh tịnh. Nhưng mà tâm thể của A Nan thì chưa thuần nhất, chưa được chánh biến tri. Vì vậy mà quý vị thấy rõ ràng là cái tâm thể này nó vẫn bị ái dục nó sai sự. Bằng chứng là ông A Nan ổng sắp phá hư cái giới thể qua sự dè dúa của ngà của ma nữ Ma Đăng Già. Quý vị thấy rõ không? Còn bây giờ tâm thể của Đức Phật Ngài giống như là một cái lưu ly trong sáng rồi. Quý vị dầu cho tất cả loài thiên ma ở trên cái cõi trời thứ sáu dùng tất cả những cái dục lậu mà để mà làm nhiễm ô cái tâm thể này cũng không được. Bởi vì Ngài đã, cái tâm của Ngài nó đã sáng như lưu ly, nó đã là một cái chân như thật tánh rồi. Thành ra tất cả những loài ma nó hiện hình lập tức ở trong cái hộp châu mani này. Vì vậy mà thầy nhắc lại lần nữa, bất cứ một vị đạo sư nào khuyên đệ tử của mình, tu mà vẫn còn bị dục nhiễm của thế nhân, tu mà vẫn còn qua cái tài sắc tủ khí, thì tất nhiên là vị đại sư này hay là vị minh sư này là thiên ma ba tuần nó vào trong thế gian đó, nó thuyết pháp chứ không phải là minh sư. Quý vị muốn vào trong đạo, muốn đắc đạo phải noi gương Đức Phật. Dấu chân của Ngài đi trước, mình phải đi vào dấu chân đó thì mình sẽ đắc đạo. Đắc đạo không phải là một cái việc gì khó. Thầy xin nói thiệt, nhiều khi quý vị ăn cơm còn phải cầm đũa, còn phải so đũa, nó khó hơn là đắc đạo. Chỉ cần quý vị dùng cái tâm không ô nhiễm đi vào ở trong cái đạo tràng tu, dùng cái tâm này hành đạo, quý vị đắc đạo trong một sớm một chiều. Vì vậy mà muốn biết được tâm thể của muôn loài chúng sinh thì chỉ có dùng cái tâm chánh biến tri. Và đặc biệt là cái tâm này chỉ có Phật mới chứng đắc, còn các A-la-hán và phàm phu thì tuyệt nhiên không có. Vì thế mà trong tất cả mọi kinh sách Đại Thừa, tất cả đại chúng đều thấy rằng Đức Như Lai Ngài có đủ 10 danh hiệu. Một là Như Lai, hai là ứng cúng, ba là chánh biến tri, bốn là minh hạnh túc, năm là thiện thể, sáu là thế gian giải, bảy là vô thượng sĩ, tám là điều ngự trượng phu, chín là thiên nhân sư, 10 là Phật Thế Tôn. A Di Đà Phật. Như vậy thì cái sự trái ngược ở trong cái bản thể của Chân Như và Đức Phật trái ngược hoàn toàn. Bởi vì trong cái tâm thể của ông A Nan vẫn còn cái sự ái dục chi phối. Còn trong cái tâm thể của Đức Như Lai là Ngài đầy đủ 10 danh hiệu. Có nghĩa là 10 danh hiệu này là chứng tỏ rằng Ngài là một cái hòn ngọc quý chiếu sáng cả tam thiên đại thiên. Không có loài ma nào, không có loài ma ái dục nào, hay là một cái loài ma tủ khí nào mà nó nhập vào ở trong cái ánh sáng đầy nghĩa là hào quang của Ngài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lừa bỏ tâm phan duyên để chỉ tính thấy, không thể trả về đâu. Trình bày chỗ ngộ nhưng chưa dám tự nhận. Ông A Nan vâng lời, nghe Phật từ bi